thiện hiện, phàm phu đời trước chẳng thể nắm bắt được, phàm phu đời sau chẳng thể nắm bắt được, phàm phu đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, phàm phu cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện vì trong cái bình đẳng, phàm phu quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có phàm phu quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Vì vậy, ngã hữu tình cho đến cái biết cái thấy chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai đời trước chẳng thể nắm bắt được. Thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai đời sau chẳng thể nắm bắt được. Thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện vì trong cái bình đẳng, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được. Huống gì trong cái bình đẳng có thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Vì vậy, ngã hữu tình cho đến cái biết cái thấy chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ trong tướng bình đẳng ba đời này, tinh cần tu học trí nhất thiết trí, không thủ trước, nên mau được viên mãn. Thiện hiện, đó gọi là tướng đại thừa bình đẳng ba đời của đại Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát an trú trong tướng đại thừa như vậy, thì vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian, có khả năng mau chứng đắc trí nhất thiết trí, lợi lạc hữu tình. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hay thay, Như Lai ứng chánh đẳng giác nói hay, nói đúng về đại thừa của đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, đại thừa như vậy, tối tôn tối diệu. Các đại Bồ Tát trong quá khứ học ở trong đó đã đạt được trí nhất thiết trí. Các đại Bồ Tát ở vị lai học ở trong đó sẽ đạt được trí nhất thiết trí. Tất cả đại Bồ Tát tại vô lượng vô số vô biên thế giới trong mười phương ở hiện tại học trong đó, hiện đạt được trí nhất thiết trí. Vì vậy, đại thừa là tối tôn tối diệu, chỗ nương chân thật hơn hết của trí nhất thiết trí. Phật bảo thiện hiện: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, các đại Bồ Tát ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều nương vào đại thừa, tinh cần tu học, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy nên đại thừa là tối tôn tối diệu.